Sài Gòn có những ngày rất lạ. Những con đường hôm nào còn tấp nập người qua lại, nay vắng lặng im lìm. Những dòng xe cộ nhộn nhịp biến mất, để lại những con đường thưa thớt như thế này. Trong một góc nhỏ trên đường Trần Đình Xu, quận 1, có những chuyến xe bán tải đổ về, chở rau củ đến các bếp ăn thiện nguyện, để các tình nguyện viên chế biến, nấu nướng thành những suất cơm chay, cùng những phần nhu yếu phẩm gửi tặng người dân đang gặp khó khăn và cần được hỗ trợ trong đại dịch Covid-19. Vào đầu tháng 7 năm 2021 này, nhận thấy tình hình dịch bệnh sẽ gây khó khăn trong việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân, diễn viên Huy Du và nhóm tình nguyện viên đã bắt tay vào chuẩn bị hàng ngàn suất ăn chay miễn phí mỗi ngày, đưa đến các y, bác sĩ, các bệnh nhân ở những bệnh viện lớn tại quận 8 và quận 11. Nhắc đến Huy Du, nhiều khán giả luôn nhớ đến một diễn viên, MC đa tài đã tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình cũng như web drama nổi tiếng trên digital như Sao Vạt Nắng, Chị Già Đi Học, Tiệm Cà Phê Cầu Vồng. Nhưng có lẽ ít ai biết anh là chủ của chuỗi nhà hàng Nhà Tôi Vegan, chuyên bán những thực phẩm thuần chay tốt cho sức khỏe, hoạt động hơn 4 năm nay. Và đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra những hoạt động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa. Hello mọi người, thì bây giờ Huy đang bắt đầu lên chuyến xe đi đánh quận Tân Bình. Bây giờ cũng gần sáng chiều rồi nên cũng tranh thủ đi cho xong. Còn vấn đề đây là quán chay. Địa chỉ là 16 Trần Đình Xu, quận nhất thì mình đã kinh doanh được 4 năm rồi. Thì trước đó mình cũng đã mở thêm những cái nhà hàng khác. Nhưng mà trong giai đoạn dịch này mình đều được mở hết. Và đặc biệt đó là tại sao lại mở quán chay thì lúc đầu thì cũng không có dự định là sẽ mở một quán ăn hay nhà hàng đâu, tại vì đó không phải là thế mạnh của mình. Nhưng mà bản thân mình cũng là một người ăn chay nên ngoài cái việc mở quán chay đó thì mình cũng chưa, lúc đó mình cũng chưa có suy nghĩ ra được những hướng kinh doanh gì khác, và đặc biệt đó là để phục vụ cho nhiều người ăn chay thì cũng là một cái niềm vui của mình. Thì cũng là một cái duyên thôi, khi mà mình đi làm về đi diễn về thì bắt gặp một cái mặt bằng còn trống rồi mình liên hệ với chủ nhà, cảm thấy chủ nhà cũng rất là có duyên của mình nên mình làm rồi kết nối để mở một cái nhà hàng, là từ đó cứ xây dựng từ từ lên. Thì cũng trải qua 4 năm rồi thì mình cũng có, và đặc biệt mình là con người kinh doanh thì mình muốn gì nó cũng phát triển thì mình ở thêm những cái khác nữa, nhưng mà có thể là chưa đủ duyên là cái gì đó để mình có thể tiếp tục được công việc này. Và đặc biệt trong cái giai đoạn dịch này thì dĩ nhiên là sẽ rất là khó khăn trong công việc kinh doanh, nhưng mà thay vì ở không ngồi đó thì mình đứng dậy và mình làm một cái gì đó có thể góp một phần nhỏ cho xã hội, cho những người cần thiết nhất có thể. Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào đầu tháng 7 năm 2021, bao trùm lên thành phố, mọi người bước vào đợt giãn cách xã hội căng thẳng, nhưng tình yêu thương thì luôn được nối liền. Những chuyến xe bán tải chở đầy yêu thương vẫn cùng nhóm thiện nguyện Nhà Tôi tiếp tục lên đường, hướng đến những mảnh đời đang cần sự giúp đỡ. Sau khi phân phát cơm và nhu yếu phẩm cho các bệnh viện tuyến đầu khắp quận 8 và quận 11, buổi chiều, nhóm thiện nguyện vẫn tiếp tục hành trình tìm đến người dân ở vùng đỏ đang gặp nhiều khó khăn, cần sự hỗ trợ cấp bách, đặc biệt là những cảnh đời nghèo khó. Cũng như là đặc thù quán của mình là kinh doanh quán chay thì cũng kinh doanh được hơn 4 năm rồi. Thì trong quá trình kinh doanh đó thì mỗi tháng thì mình cũng cùng với bạn bè hay tụ tập để tổ chức làm những buổi thiện nguyện như là nấu cơm chay hoặc là gì đó để hỗ trợ cho người qua chơi cơ. Mọi người đợi xíu nha, tôi nói chuyện với anh chốt đi. Em đi hỗ trợ bệnh viện á. Đang kiểm tra chốt. Thì khi mà biết được tình hình dịch bệnh bắt đầu á thì cũng giống như năm ngoái, thì mình nghĩ là mọi người, đặc biệt những người vô gia cư và có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Sài Gòn thì cũng cần rất là nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ. Thì mình cũng bắt đầu với các bạn là tổ chức những cái buổi nấu cơm hoặc là phát quà thiện nguyện, nhưng mà cũng tính là làm khoảng 2-3 bữa nửa tháng trong cái giai đoạn mà chỉ thị của nhà nước mình chống dịch thôi, chứ không nghĩ nó sẽ làm lâu như vậy đâu. Nhưng mà do tình hình căng thẳng quá, kéo dài hơn 3 tháng nay rồi nên làm mỗi ngày thì số lượng càng nhiều, cái số lượng mà người dân người ta nhắn tin gọi điện để cần sự hỗ trợ thì rất là nhiều, nên mình cũng chưa có dừng lại được, đặc biệt là trong cái tình hình mà dịch đang căng thẳng và chưa có cái chiều hướng giảm như bây giờ thì cái hoàn cảnh khó khăn thì nó càng khó khăn hơn. Và mình nghĩ là cái khi mà mình sống đầy đủ rồi thì mình không thể nào mình cảm nhận được những cái khó khăn mà của người nghèo họ trải qua, nên phải hiểu được là họ cần cái gì. Có những tin nhắn mà họ nói là hơn một tháng rồi không có rau củ ăn, hay là rất là nhiều bệnh mà không có được cung cấp thuốc kịp thời để uống á, thì những cái đó rất là khó khăn cho họ. Thì mình cảm thấy rất là vui khi mà mình mang thuốc lại đúng lúc và hoặc là cung cấp được rau củ quả cho họ, nhận được những lời cảm ơn, mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc.
Anh chia sẻ về những câu chuyện và những tin nhắn mà người dân trong vùng dịch liên hệ gấp với nhóm thiện nguyện để nhờ giúp đỡ trong tình huống cấp bách. Công nhân thất nghiệp, mẹ đơn thân có con nhỏ cần sữa, người già neo đơn đang thiếu thốn lương thực. Và nhóm sẽ tổng hợp đơn và di chuyển trực tiếp bằng xe máy có giấy thông hành để đi đến hỗ trợ nhu yếu phẩm cho hàng trăm trường hợp cần thiết mỗi ngày. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, có hy vọng dịch COVID sẽ qua nhanh để mọi người bắt đầu công việc mới tốt hơn. Thông qua chương trình Camera Cận Cảnh, Huy Du mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương đến nhiều người, kêu gọi sự đồng hành cùng chương trình của các bạn trẻ mang đến sự giúp đỡ cần thiết và kịp thời hơn nữa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn. Diễn viên Huy Du và nhóm thiện nguyện của anh cùng rất nhiều tấm lòng nhân ái khác đã và đang tiếp tục lan tỏa tình yêu thương đi khắp nơi, góp phần tiếp thêm sức mạnh thể chất và tinh thần cho người dân thành phố Hồ Chí Minh đang kiên cường chiến đấu và chắc chắn là sẽ chiến thắng cơn đại dịch quái ác.